Có một số chức năng của Android 7.0 tuy rất là nhỏ và Google họ không nhắc đến nhiều nhưng lại rất là hữu ích. Ví dụ như là chế độ Doze bây giờ đã có thể hoạt động khi bạn di chuyển, có chế độ tiết kiệm 3G tích hợp sẵn hoặc là hiện thông tin khẩn cấp của bạn lên màn hình khóa khi mà bạn bị tai nạn hoặc gì đó thì người ta có thể biết mà liên hệ. Thì trong video này mình sẽ chia sẻ với các bạn về những cái tính năng đó. Trước tiên chúng ta hãy nói một chút về Doze. Doze là một tính năng đã có từ Android 6.0 và tác dụng của nó là tiết kiệm pin khi mà bạn đặt máy yên trên bàn hoặc là khi bạn đi ngủ hoặc là để ở trên một cái mặt phẳng nào đó. Nhưng mà trên Android 7.0 thì Google họ làm tiến lên một bước nữa, đó là cái chế độ Doze có thể hoạt động ngay cả khi bạn đang di chuyển luôn. Tức là nếu bạn để điện thoại trong túi quần, để điện thoại trong cốp xe hay để trong ví thì cái chế độ đó nó vẫn tiết kiệm được những cái app đang chạy nền và không cho những cái app đó hoặc là truy cập vào mạng hoặc là sử dụng tài nguyên hệ thống, nhờ vậy mà thời lượng pin lâu hơn. Hiện tại mình mới thử được có Android 7.0 trong một ngày cho nên chưa cảm nhận được rõ cái sự khác biệt. Tuy nhiên trước mắt thì mình đã thấy là pin của Nexus 6P có vẻ như đã dài hơn so với lại hồi trước. Android 7.0 còn có một chế độ Data Saver dùng để tiết kiệm dung lượng 3G. Trước đây trên những máy Samsung, Sony, HTC, LG thì thường họ phải tự tùy biến cái tính năng này, còn bây giờ nó đã có sẵn ở cấp hệ điều hành rồi. Chức năng Data Saver nó sẽ hạn chế việc truy cập mạng của các app chạy nền nói chung, trừ những cái ứng dụng nào mà bạn đã đưa vào cái danh sách Unrestricted Data Access, có nghĩa là những app này sẽ được quyền truy cập mạng thoải mái mà không bị giới hạn gì cả. Như trên máy của mình, một số ứng dụng quan trọng đối với mình như là Facebook, Evernote hay là Gmail là những app được mình đưa vào một cái danh sách trắng để mà không bị chặn. Với bất kỳ một thông báo của ứng dụng nào đó ở trong Android 7.0, bây giờ bạn có thể nhấn giữ vào và đưa ra những tùy chọn để chặn hoặc là hiện thông báo một cách im lặng. Đây là thứ mà Android 6.0 đã làm được rồi, tuy nhiên bạn sẽ phải vào phần setting khá là phức tạp. Còn bây giờ, ví dụ như bạn muốn block của Google Play, chỉ cần chọn vào và nhấn đền, đơn giản như vậy thôi. Android 7.0 còn được cải tiến rất nhiều về trình quản lý file. Đây là trình quản lý file mặc định của Android. Trước đây ở Android 6.0, bạn chỉ có thể copy file và làm một vài thứ đơn giản. Trong khi đó, với trình download mà bạn sẽ vào phần internal storage này, bạn có thể duyệt được toàn bộ file trong hệ thống của mình, tất nhiên là trừ những cái file nằm ở cấp hệ điều hành. Và bạn cũng có thể tạo thư mục mới, bạn cũng có thể di chuyển file này từ chỗ này sang chỗ khác hoặc là thêm thông tin chi tiết của từng cái file một. Có thể các bạn cũng đã biết rồi, chế độ Do Not Disturb trên Android có chức năng là chặn những cái thông báo trong một cái giờ nhất định nào đó. Ở trên Android 7.0, thông báo bây giờ đã tuyệt vời hơn khi mà Do Not Disturb có thể tự động tắt nếu mà có báo thức vang lên, alarm can override in any time. Lấy một cái ví dụ đơn giản như thế này, bình thường bạn thiết lập cho Do Not Disturb bật lên vào 9 giờ tối và 7 giờ sáng thì nó tắt. Nhưng mà có hôm bạn cần đi chơi sớm hoặc là bạn cần đi làm sớm thì 6 giờ bạn đã dậy rồi. Nếu mà không có cái chế độ alarm can override in time này mà lỡ bạn quên bật Do Not Disturb lại một cách thủ công thì tức là bạn sẽ bỏ lỡ những cái thông báo quan trọng của mình đến tận một tiếng sau đó. Trong khi đó, nếu mà 6 giờ bạn thức dậy và báo thức reng lên thì ngay lập tức Do Not Disturb đã tự động tắt cho bạn trên Android 7.0 rồi. Giao diện Quick Setting ở trên Android 7.0 cũng đã được làm mới rất là nhiều và đặc biệt là bạn có thể di chuyển được vị trí của những cái icon này. Ví dụ mình ít khi nào bật chế độ tiết kiệm pin thì mình sẽ lôi nó xuống và nhường chỗ cho chế độ Do Not Disturb vốn là thứ mà mình thường sử dụng nhiều hơn. Khi mà các bạn đưa nó lên đầu như thế này thì lúc các bạn vuốt nhẹ thanh xuống một lần là cái Do Not Disturb mới của mình nó đã nằm ở trên đây, giúp bạn có thể bật tắt nhanh hơn những cái thiết bị cũng như là những cái kết nối mà bạn thường sử dụng. Một chức năng rất hay nữa của Android 7.0 đó là bây giờ bạn có thể hiện những cái thông tin khẩn cấp của bạn ra màn hình chính, để mà ví dụ như bạn gặp tai nạn hoặc là bị ngất giữa đường mà không có người thân bên cạnh thì người ta còn có thể biết được bạn bị gì hoặc là biết ai để liên hệ. Ở đây bạn có thể thấy được thông tin khẩn cấp của mình đã thiết lập về địa chỉ nhà, nhóm máu hoặc là những cái thứ mà mình bị dị ứng. Người ta cũng có thể vào cái phần kênh tác này và liên hệ với những số liên lạc khẩn cấp của mình. Vấn đề ở đây đó là cái tính năng Emergency Info này rất hữu ích nhưng mà nó vẫn còn bị giấu khá là sâu vào cái dialer của bàn phím. Mặc dù bạn không cần unlock máy để làm nhưng mà không phải ai cũng có thể mò ra được cái Emergency Information nút này. Cho nên mình hy vọng là Google sẽ đưa cái tính năng này ra ngoài một cách rõ ràng hơn và dễ dùng hơn nữa để bất kỳ ai nhặt được cái máy điện thoại của bạn khi bạn đang gặp nạn thì cũng có thể nhanh chóng liên hệ với người thân của bạn. Rồi, đó là những tính năng mà mình thấy rất là hữu ích ở trên Android 7.0. Tuy nó không được Google nói đến nhưng mà nó ảnh hưởng nhiều tới việc sử dụng của chúng ta. Xin cảm ơn các bạn.